Mình ơi ngài được tin đơn vì mình báo tử em định bồng con thơ về xứ. Nhưng quê mẹ là vùng giải phóng, còn anh thì mang danh lính ngụy phản tông đường. Về quê xứ về làm sao với mài mặt chán trường, rồi con đau nặng không tiền lo than thuốc. Tư cố vô thân em biết cậy nhờ ai, bước đường cùng nhờ một chị em bạn đồng hương dẫn dắt em đi làm bồi phòng chứ cứ xá mì kiếm đồng lương chạy thầy chạy thuốc cho con. Rồi một hôm em đi làm văn trần quá quang xảy ra đó tiêu chứ con mình ba chết, con tôi chết tiêu. Trời ơi, chồng đã mất con thơ cũng chết, đời một quá khổ cô đơn như hoa rơi lá rụng dữ dời. Nỗi khổ đau liên miên cứ dồn dập tơi bời, em như kẻ không hồn vẫn dơ tình quyết lăng sống bàng hoàng với kiếp sống buông trôi. Nhưng vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục giặt vũ dọn phòng cho mẹ. Nỗi tuổi nhục của con gái bồi phòng ai cũng biết, em không cần phải nói rõ gì đâu, em trở thành là mẹ mẹ. Hôm qua nghe anh gọi tên Hương vắng vắng, em ngại ngùng chỉ sợ gặp người quen. Thôi anh kể